mình đánh giá không cao cái anh Ráp này nha, chia sẻ chân thành luôn á. Đồng ý là mình chạy xe, nhưng mà bạn ơi, có nghĩa là hôm nay mọi người biết mình đang làm một cái tiệc sinh nhật rất là ok, mình đặt cái bánh kem 2 tầng cũng rất là dễ thương theo đúng cái gu, đúng cái phong cách trang trí. Thì một câu chuyện xảy ra là cái bạn Ráp là bạn gia bánh kem tới, cái bạn bị đổ bên trong này, bạn sợ quá, bạn bỏ củ chạy lấy người luôn, đúng không? Thì có gì đâu mình đối diện, và cuối cùng bên mình phải xử lý, mua cái bánh kem khác bỏ lên. Nói chung là cũng có hơi gọi là sorry gia đình, nhưng mà thật sự đây là sự cố ngoài ý muốn, cũng chẳng ai biết được hết trơn, cũng cũng không ai mà trách được cái này hết trơn. Gia đình biết chắc gia đình cũng không trách đâu, đúng không? Thì mình cũng mua cái bánh kem mới rồi, tuy nhiên các bạn có phải một lời xin lỗi hay một cái gì đó, thì cái bánh kem có nhiêu đâu, thật cái bánh nó không đáng, nhưng mà ý là mình thông báo, mình xử lý cho người ta biết xử lý. Đằng này ôm của bánh kem bỏ của chạy lấy người luôn, cho mình cảm thấy nó không có gọi là happy cho lắm, đúng không? Cho nên là hy vọng rằng là sau này bạn cũng đừng có đối xử như vậy với nhiều người khác nha. Mà thông qua đây mới thấy cái gì, ở đây có giấy cắt tông nè, mọi người cũng nên nên cẩn trọng là cái vấn đề này xíu, tại vì dù sao dù muốn được không, nó cũng là vệ sinh an toàn thực phẩm này ơi. Đó, cái giấy cắt tông thế này ghé là cái bánh kem này, cho nên cái mấy bạn là mình không nói tên chỗ, mình không có nói tên chỗ mua nha, nhưng mà ý là mình đây cũng là một trong những các bạn nên lưu ý á. Vô tình nó bể như thế này mình phát hiện đây có cái gạch tông nè, đúng không? Thì cái gạch tông này nó cũng sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, dù muốn dù không người ta cũng sẽ ăn mà, đúng không? Cho nên là cái kiểu mình phải kỹ xíu, tại vì thứ nhất là mua không trả giá, nói như mua nhiều không trả giá luôn, bạn đề như mua nhiều, bạn đừng dùng tới đó, là đừng nói là do bán rẻ thế này thế kia, khách hàng ta đâu có nhu cầu ở đâu, mà ai mà đi mua bánh kem mà trả giá đâu, đúng không? Ta đặt mà, đúng không? Đó, cho nên kiểu mình chọn những cái gì nó tốt nhất một xíu, chứ kiểu này là thua, đúng không? Và cái anh Ráp đó thì hy vọng anh coi được đoạn clip này, thì tụi em sẽ không tìm anh làm gì đâu, nhưng mà kiểu hy vọng rằng là nó lại chứ không, mà cái bánh kem bây giờ đi xong bây giờ xử lý sao luôn trời. Đây đây đó đó, đó mọi người xem đây cái bánh nè, ngày sinh nhật của anh ta này, trời ơi, cái bánh kem ta đặt nè rất là đẹp luôn. Đây mình không biết phải dùng từ nói sao, á à, trời 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 rồi, bánh đây, bánh kem ta dày nè, trời ơi, đó bánh chanh hay bánh kem của anh ta, chứ không phải là đừng mọi người đừng ra hôm nay Tứ làm tiệc là mang về quay clip nha, không có nha, mọi người coi clip của Tứ bánh làm tiệc bánh khác đó mọi người thấy không. Cái bánh kem ta làm xịn xòi nè, trời ơi, đúng là cái này kiếp nạn của tôi. Bởi vì cho nên là hy vọng là mấy bạn nên ấy ấy xíu, đâu mà để rớt cái bánh kem mà ta banh chành thì đúng là kiếp nạn thứ 3, còn đây là kiếp nạn thứ 14. Cảm ơn cả nhà nha, mình là sao bánh tứ đó. Đúng là kiếp nạn thứ 14.